Hai Hằng xin chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Hằng sẽ dẫn cả nhà đi Hiên Cấm Sơn nha cả nhà ơi. Thì đây là cái con đường mà mình đi bộ lên Hiên Cấm Sơn nha cả nhà. Thì hôm nay Hằng đi bộ cả nhà ơi, không có đi xe hay là đi cáp treo. Thì mình lâu lâu mình trải nghiệm mình đi bộ cho nó thú vị cả nhà như vậy. Với lại cho nó giãn gân giãn cốt có sức khỏe cả nhà ơi. Đây cả nhà, thì cái lúc đầu mà lúc nào mình đi cũng thấy thoải mái, vui vẻ, thấy sảng khoái, thấy khỏe hết cả nhà thấy không? Mà đi khoảng chừng khoảng vài trăm mét nữa đi hay cả nhà thì sẽ thấy cảnh là mùi hôi gồng gồng luôn cả nhà. Đi tới đây thì rất là khỏe, tại vì chỉ mới lên thôi, chưa có tới bậc thang gì hết trơn á, nên mình chưa có thấy mệt nha. Nhưng mà cả nhà ơi, mình đi mùa này đáng lẽ là cũng đông lắm nhưng mà cũng không có ai đi bộ hết cả nhà. Bây giờ người ta chủ yếu là người ta đi xe hoặc là đi cáp treo rồi cho nhanh á, không có như hồi đó mà đi bộ nữa. Rồi mấy con bé này nó ngủ thấy cưng ghê luôn, thấy không cả nhà? Nằm nhìn thấy cưng ghê luôn á. Thì hôm nay Hằng cho anh 12 đi review cho cả nhà coi nha. Lâu lâu giao nhiệm vụ cho ảnh một bữa để coi ảnh giới thiệu như thế nào nha cả nhà. Đó, thấy anh đi khỏe ghê luôn đó, để chút xíu coi ảnh có mệt không nha. Ảnh đang nói cái gì vậy chị? À, theo Hằng nghĩ thì chắc là ảnh đang nói với chị Will cái mấy cái nhà này nè, người ta dở, người ta giờ đi nơi khác sinh sống ở cả nhà. Chắc là vậy theo Hằng đoán. Đường đi thì vẫn như vậy nhưng mà cảnh vật thì cũng thay đổi cả nhà. Đây những cái quán thì cũng đã đóng cửa rất là nhiều luôn. Theo mình á thì lúc trước á là 10 quán, bây giờ chỉ còn là một quán hoặc hai quán thôi cả nhà. Rất là điều hiu luôn, dở đi hết rồi. Tại vì nếu mà ở đây mà sinh sống chủ yếu là buôn bán mà người dân mình nó không có thường xuyên đi bộ á cả nhà, đi phái đoàn á rồi đâu có bán được cho ai đâu. Rồi nên bà con cũng di cư tản lạc đi nơi khác để sinh sống á cả nhà. Bánh xèo chay mặn luôn cả nhà ơi. Đây rất là hiu điều luôn. Lúc trước hồi khoảng chừng 10 năm về trước hay là đi rất là đông vui luôn, đi là phải chen lắng nhau á. Còn bây giờ thì đi con đường thì nó trống trơn luôn, đi là không có đụng ai luôn. Đường Thiên Cấm Sơn không một bóng người. Và đây một cô gái đang ngồi thả dốc. Kìa đi xỉu rồi kìa, xỉu lên chứ xuống đi thôi kìa. Đây ở dưới là cái quán. Giờ không ai còn bán. Dần dần đi lên. Ở bên kia cái hướng xe chạy dắt bên đó nè mọi người. Cái đường xe bên đó. Thank you.
nè cả nhà, mình đi hết cái dốc đứng này mình đến tới cái đường ổ xe chạy cả nhà. Xe chạy rồi mình đi một khúc nữa rồi mình vô đi đường mòn tiếp tục. Đây mình mới bơm xăng. Đây. Cái sao? Hàng mới bơm xăng nè mọi người. Xung sức được 3 giây. Bắt đầu lại mềm nhũng tiếp tục. Đường xe ta đi đường ổ quá. Tới rồi. Tới đường mới. Xin mời. Đây. Xin mời. Trời ơi. Đây trên dây à, muốn ống không đây con dốc thứ hai nó con đường đó đường ta chạy lên núi đó thấy không đường bự của nó đó mọi người. À, mồ hôi đập lắm luôn. Nó tới quán nước rồi. Tới quán nước rồi đó là mình tới rồi đó nha. Tới cái hồ gì đó ta. Đây cả nhà ơi, mình đi ngay mùa dâu quá. Quá trời luôn, quá trời dâu luôn. Mà dâu này còn non lắm nha. Trời ơi, nhìn xa thì mình không biết cây gì luôn á, lại gần mình mới biết là cây dâu á. Nó chùm chùm nó giống như bồng bon vậy đó cả nhà. Đẹp quá à. Mà dâu xanh thì trái bự ghê quá. Rồi. Đây cả nhà ơi, cuối cùng cũng đã tới rồi cả nhà ơi.
rồi mình hay đi 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 đi